Hết 10 ngày rồi ạ. À, vậy là đã kết thúc 10 ngày mình ăn nguyên cơm lức không nhá. Thì hôm nay mình bắt đầu ăn da này. Thì trong 10 ngày đó là xuống hết là hơn 3 kg, hơn 3 kg, tại vì là mình cứ im lại tới ngày thứ bảy thì mình có ăn thêm các loại hạt để cho nó không bị xuống ký rồi. Còn bình thường nếu mà mình ăn hoàn toàn cơm lức không trong 10 ngày chẳng phải xuống 4 5 kg là ít, thì mình đã ghim lại để cho nó xuống 3 kg thôi. Nên là cái việc mà mình khi mà cơ thể mình được làm sạch rồi ấy, thì cái khả năng hấp thu cái chất dinh dưỡng của cơ thể nó rất là mạnh luôn. Thì mình đưa vào trong cơ thể những cái sản phẩm như nào thì nó sẽ hấp thu những cái thực phẩm đó. Nên là khi mình ăn ra mình phải thật là kỹ cả nhà, chọn lọc cái loại nào bổ tốt cho máu thì mình ăn. Và mình nên ăn từ từ thôi nhá, đừng có kiểu là khi mà mình nhịn một thời gian rồi mình cảm thấy là rất là thèm món nọ món kia mà mình ăn xả láng thì nó sẽ lên ký rất nhanh đấy. Nên là mình phải từ từ thôi nhá. Bắt đầu từ hôm nay mình lại tiếp tục ăn sắn dây mỗi ngày một lần buổi tối để làm sạch cơ thể mỗi ngày đấy. Khi cơ thể được làm sạch rồi thì mỗi ngày mình đều áp dụng ăn một lần vào buổi tối để cho nó làm sạch đều mỗi ngày ấy nhá. Đó thì ví dụ như là em bật mí một cách nha, ví dụ bác nào mà cảm thấy mà ăn da nó hơi lố, có ngày nào đó mình ăn da nó hơi lố sợ cứ lên ký lại nhanh thì mình giải quyết bằng cái trà phan tà diệp này nhá. Phan tà diệp mình cứu cánh cho mình đấy. Ví dụ ngày đấy mình ăn hơi nhiều đồ ăn á, mình sợ là nó sẽ lên ký nhiều thì mình về mình đun nửa bịch này, nửa bịch 10 g mình đun lấy nước hoặc mình hãm lấy nước mình uống để cho nó sổ những cái gì mà nó tồn trong người mình mới đưa vào, mình sợ là nó sẽ ngấm và nó làm cho mình mọc lên á, thì mình xử lý bằng cái này nó rất là nhanh. Cái lá này thì nó rất là tốt, nó giúp cho thải độc gan, ruột đại tràng, nó không có hại gì đến đường ruột của chúng ta hết cả. Nên nó có thể dùng được cho cả mẹ mới sinh này và cho cả trẻ nhỏ nữa, nên cả nhà cứ yên tâm mình dùng nhé.